Hello, xin chào mọi người. Đã quay lại chương trình là cùng đi phát triển những khoa trường. Thì quay lại về ngày hôm nay, Khoa sẽ chia sẻ cho các bạn một đề tài, đó chính là Academic Dishonesty. Thì cái này tiếng Việt dịch nghĩa là việc không thành thật trong việc học. Thì nói chung là cái vấn đề này nó không phải là mới đúng không? Mình ở Việt Nam mình cũng biết về nó rồi, gian lận trong thi cử hay những cái như vậy. Nhưng mà khi Khoa, đặc biệt là khi Khoa qua Mỹ á, Khoa cảm thấy là cái việc mà Academic Dishonesty ở Mỹ á, người ta làm rất là nghiêm trọng về nó. Thì một trong những cái mà buổi mà trong buổi orientation mà những là cái buổi mà đầu tiên khi mà tới tới lớp á, thì thường là mình cái đầu tiên mà mọi người mà các người hướng dẫn đưa ra chính là việc mà làm sao mình thành thật trong việc học. Có những cái mình không ngờ tới nó cũng xảy ra vì là không thành thật nữa, và cái hệ quả của việc không thành thật trong việc học á, rất là nghiêm trọng luôn. Thì thông qua video ngày hôm nay, Khoa chia sẻ cho các bạn đó là những cái điểm gì mà hậu quả nó như thế nào, và một vài câu chuyện mà Khoa biết nên chia sẻ với các bạn ha. Thì nói chung cái này là rất là quan trọng để mình có thể mình học trong quá trình ở Mỹ nhé các bạn. Ok, thì ở đây Khoa đã làm sẵn một cái slideshow đơn giản rồi. Thì bây giờ Khoa sẽ chia sẻ cái buổi nói chuyện là những ba cái ha. Đầu tiên Khoa sẽ nói là những đó là những cái gì. Thứ hai là những cái hệ quả và một vài câu chuyện mà Khoa biết. Và thứ ba là Khoa chia sẻ những kinh nghiệm, những cái công cụ để mà giúp các bạn mà hỗ trợ cho cái phần mà mình tránh cái việc là mình bị academic dishonesty ha. Thì đầu tiên á là nó là cái gì đấy, thì bây giờ academic dishonesty á, thì có thể nó có nhiều hạng mục lắm. Thì khoa khoa trong thông qua quá trình học của mình, Khoa chia ra những cái này là những cái mà mình thường thấy nhất. Thì đầu tiên hết á là cái mà mọi người mà biết nhiều nhất á, đó chính là plagiarism. Thì cái này tiếng Việt mình gọi là đạo văn á. Thì đại khái là plagiarism có nghĩa là gì, là mình dùng một cái ý nào đó từ một người nào đó khác mà mình không có citation, tức là mình không có nói rõ nguồn gốc từ đâu, ai là người viết. Thì ở Mỹ nó rất là quan trọng trong việc đó, mình phải đưa cho credit của cái người làm ra sản phẩm đó. Chẳng hạn như mình viết một cái đoạn văn đi, thì cái đoạn văn đó mình lấy từ đâu ra, nguồn từ đâu, mình phải dẫn chứng nó ra. Nếu trường hợp mà mình lấy cái đó mà mình không nói rõ mình lấy từ đâu á, tức là mình đã vi phạm vào cái lỗi là dishonesty của cái là plagiarism. Đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai á là cái là fabrication. Thì fabrication á, nghĩa là trường hợp mà mình nói những điều không đúng sự thật. Thì trường hợp này ví dụ như là mình viết bài báo khoa học đi, thì trường hợp là mình có một vài số liệu dẫn chứng. Thì nếu mà trường hợp mà mình có những cái như là mình làm ra số liệu đó, mình chứng minh nó, thì đó là mình đưa vô bài báo của mình. Nhưng nếu trường hợp mà mình không có biết mà mình bỏ đại số liệu vô, mình thấy nó hợp lý mình chế số mình bỏ vô, thì nếu trong trường hợp mà người ta biết thông tin đó đó, thì mình cũng rơi vào tình trạng đó là mình fabrication, tức mình chế dữ liệu trong đó luôn. Thì đây cũng là một những cái dishonesty mà rất là nghiêm trọng ha. Thì trong trường hợp những cái việc như vậy thì có thể bài báo của mình nó sẽ bị bác bỏ, hoặc là trường hợp là cái project hay cái bài làm của mình, bài luận của mình nó bị bỏ đi luôn. Cái thứ ba là deception. Thì deception ở đây á có nghĩa là mình đại khái như là mình ok, ví dụ thì đây nó nói nè: provide false information to the entrusted concerning a formal academic exercise, example là given a false excuse for missing the deadline. Ok, nghĩa là bây giờ trường hợp mình nói là hỏi là bây giờ tại sao không đọc bài đúng đúng hẹn đúng hạn đúng không, thì mình nói là con chó nó ăn mất homework của con rồi, chẳng hạn như vậy. Hay là mình nói là mình trong nhà mình có công việc. Thì có một ví dụ khác là có mấy người nói là bà bị mất trong một tháng mà bà mất tới 2 lần, chẳng hạn như vậy. Thì đó là một tình huống thứ hai mà dẫn đến việc là dishonesty, academic dishonesty, thì nó gọi là deception ha. Thì nếu trường hợp bị phát hiện ra là mình sẽ vấn đề này. Một trong những người bạn của Khoa vì không chứng minh được là nhà có tang, nói chung là không biết tại sao mà không chứng minh được, Khoa không hiểu. Nhưng mà bạn đó không đi học, không không đến tham gia cái buổi thi final của môn con giá tình của môn học, nhưng mà không đến được không không thi được cái buổi final đó. Nhưng mà vì không có gì để chứng minh là cái lời của nó là đúng hết, cho nên là bạn đã bị điểm F cho bài thi đó. Thì đó là một dạng deception là như thế này. Rồi cái thứ ba mà dễ là một những cái mà mình cũng dễ biết, đó là cheating. Cheating tức là ăn gian. Thì cheating ở đây á, là trong trường hợp là mình đi thi hay là gì đó, mình chỉ bài cho bạn của mình, thì mình là người bị dishonesty, mình phạm luật. Cái người hỏi cũng bị và người chỉ cũng bị luôn. Một số thầy cô mà khó khăn hơn có thể là nó là cái người biết mà không nói cũng bị luôn, nhưng trường hợp đó khó chứng minh hơn là hai cái kia. Thì làm sao để biết? Dễ lắm, thì là bài giống nhau điểm nào đó, cùng sai với nhau, cùng này nọ. Thì nói chung á là đó là cái dạng cheating. Thì cái này rất là nặng nha. Ok, thì coi một lát Khoa sẽ nói về cái hậu quả của nó sau. Rồi cái thứ ba, dạng thứ ba nó gọi là sabotage. Thì sabotage này có nghĩa là mình này là mình chơi xấu nè, mình làm cho bạn bè của mình không hoàn thành được cái homework đúng lúc.
đó, mình gây khó khăn cho nó chẳng hạn như vậy, mình cố ý là mình mất cái này mất cái kia đại khái như vậy. Thì nếu trong trường hợp mà người ta thầy cô phát hiện ra đó thì đây cũng là một loại dishonesty luôn, người ta có thể sẽ là cho mình bị một cái điểm hoặc là một cái hình phạt nào đó rất là nặng, vì trong trường hợp mình đang ngăn cản người khác làm tròn cái công việc của họ đó. Hay một cái ghi nó nói là include cutting page out of the library book or willfully disrupting the experiments of the others. Xé sách trong thư viện cũng bị tính luôn nha, tại vì trường hợp nghĩa là mình đã mất thông tin người ta rồi đó. Các bạn thấy không, có những cái mình đâu có ngờ đâu là nó sẽ xảy ra như vậy đó. Rồi ok, cái thứ này á, cái cuối cùng á là gọi là misuse of academic materials, tức là mình dùng những cái material ở đây là đủ thứ, bàn ghế, sách vở, máy tính, program, chương trình trong máy của mình, tất cả đều là materials hết. Thì bây giờ nó gọi là mình dùng material sai cách, thì nó bao gồm những gì? Thì bây giờ á, cái việc này nó bao gồm, thứ nhất á, là mình ăn trộm ăn cắp, mình phá hủy những cái mà trong thư viện. Trường hợp như nãy giống như trên kia là mình xé sách đúng không, mình xé sách đi, giống như cái sabotage này, mình xé sách trong thư viện đi thì nó cũng tính vào cho mình bị trong trường hợp này luôn. Và cái thứ hai á là mình nhận sự giúp đỡ và dùng những cái giúp đỡ đó để làm bài tập, chẳng hạn như là ví dụ như là đây là một ví dụ, thì có một trường hợp là một người bạn của Khoa làm tutor trong trường. Thì khi làm tutor trong trường á thì có sinh viên tới đưa bài cho bạn đó, bạn có thể hướng dẫn, nhưng mà bạn thì bạn không có biết là cái bài mà người sinh viên nó đưa á, là một cái homework của một lớp nào đó. Thì khi bạn giúp cho người sinh viên nó giải ra cái homework đó, thì khi mà cô giáo phát hiện ra cậu đã biết được ai là người tutor chỉ cái này, thì đâm ra cái người mà đưa homework đó bị dishonesty và cái người tutor tức là bạn của Khoa cũng bị dishonesty luôn. Thì cái hậu quả của việc đó cũng khá là nghiêm trọng, bạn mất công việc tutor của mình và khi đó là bạn bị cấm làm OPT, không phải OPT, CPT, chứ làm internship ở trường, thì phải xin thầy hiệu trưởng để mà gỡ bỏ cái đó đi. Thì nói chung là đó là một dạng hậu quả của việc đó. Rồi cái thứ ba là mình illegitimate possession, disposition or use examination of answer keys to the examinations, tức là mình có những cái giải câu trả lời của đề thi bằng cách nào đó, mình có những cái bài giải đó, thường như hệ thi trắc nghiệm không, có thể là người ta có những cái trắc nghiệm mà bên bên kia làm sao mà giống như là bị rò rỉ ra ngoài mà mình có đó. Nếu bị phát hiện là mình cũng bị dính vào trường hợp này luôn, là dính vào trường hợp là misuse academic materials luôn. Rồi cái tiếp theo đó là mình unauthorized alterations, forgery or falsification, tức là trường hợp là mình làm giả. Thì làm giả đây tức là cái này là một những cái mà Khoa bị không phải là Khoa bị, mà trường hợp ví dụ như là thẻ thư viện đi, mà có ai đó làm giả thẻ thư viện này, thì các bạn sẽ thì đó khi mình phát hiện ra thì họ cũng tính là mình dishonesty luôn, academic dishonesty luôn. Thì cái này đó là Khoa có một cái câu chuyện mà nó không phải là giống 100% như thế này, đó là Khoa từng bạn Khoa mượn cái thẻ sinh viên Khoa để mà vô trong cái phòng tập thể dục. Thì đương nhiên là cái hình ảnh đó không phải là bạn rồi, nhưng mà khi mà bạn vô đó, cái người đó phát hiện ra cái thẻ sinh viên đó là cái khuôn mặt không phải của bạn Khoa mà là Khoa. Thế là Khoa phải bị kêu lên văn phòng để mà nói chuyện tại sao cái thẻ bạn ở đây mà bạn cứ lấy. Thì mình phải nói là ồ mình làm rớt bữa đó mà bạn ai nó nhặt nhặt mà mình không biết thôi. Thì phải nói vậy thì sao bây giờ. Thì nói chung là Khoa cũng không nghĩ là cái chuyện đó sẽ xảy ra đến mức như vậy. Thì nói chung là họ chỉ nói là cái này cũng là không phải cái gì nặng hết, họ chỉ đơn giản là cảnh cáo thôi, họ chỉ nói là cái này là không được làm như vậy. Thì nếu trường hợp mà cái này là mình làm rơi thì cái này cũng không phải lỗi gì của mình, thế nên họ trả lại thẻ cho mình thì nó là lần sau cẩn thận hơn. Nhưng mà thông qua câu chuyện đó họ biết một điều đó là những cái việc mà mình cho mượn thẻ sinh viên, mình cho mượn những cái gì mà có hình của mình mà cho bạn bè mình mượn á, cẩn thận một chút, tại vì nhiều khi là họ dùng vào mục đích nào đó mình không biết được. Tại vì khi mà Khoa cho bạn Khoa mượn cái thẻ đó, đơn giản là Khoa cho bạn Khoa là in trên thư viện thôi, mình còn nhiều những cái khoản để mình in nhưng mà mình không cần phải in, bạn không muốn á, Khoa chia sẻ phần đó. Rồi cái phần tiếp theo ở đây á, là mình unauthorized sale or purchase examinations, papers and assignments, tức là đây mình thuê mướn người nào đó để mà làm bài cho mình chẳng hạn như vậy. Thì đương nhiên cái đó là lộ liễu 100%, quá sai sai quá sai rồi đúng không, nhưng mà nghĩa là ở đây những cái này nó liệt kê ra cho mình. Thì ở mỗi trường nó sẽ có những cái quy định khác nhau về dishonesty. Thì có một số trường hợp khác nữa là hồi nãy có một cái phần nữa mà Khoa quên nói, kể một câu chuyện đó là dùng những cái assistant, những cái mà giáo viên không cho đúng không.
Thì một những cái mà bản thân Khoa bị á, là Khoa bị làm homework. Thì cái bài homework đó đó cô giáo cho mà nó khá là khó. Thế là khi mà Khoa về, Khoa lên mạng, Khoa tìm những cái mà phương pháp mà giải bài đó. Thì Khoa tìm được một phương pháp để mà giải, không phải là exactly, không phải là giống y chang cái bài nha, chỉ là cái phương pháp thôi. Thì phương pháp đó là đúng, tại đơn giản là nó đã được chứng minh rồi. Thì Khoa dùng phương pháp đó, Khoa áp dụng, Khoa giải. Và cũng rất là nhiều bạn trong lớp họ cũng tìm ra được cái phương pháp đó mà họ giải luôn. Thì các bạn biết không, gần mười mấy 20 bạn trong lớp làm cái homework đó đều bị cô giáo phê vô là dishonesty hết. Thì mọi người không hiểu, ủa tại sao dishonesty, cái này là do mình tự làm, tự mình làm ra mà tại sao là bị cái phần đó. Thì hóa ra khi mà phải lên trên cái văn phòng để mà nghe cái người kia giải thích á, thì họ nói là mình dùng một cái kiến thức mà không phải do thầy cô giáo dạy. Thì thầy cô mục tiêu vào bài tập là muốn mình dùng cái phương công thức, cái cách thức mà thầy cô dạy để mình áp dụng vào trong cái bài tập để mình làm, nhưng mà mình lại dùng phương pháp khác để mình làm đi, thì đó cũng là nằm trong một cái dishonesty luôn. Đương nhiên thì cái này nó không phải là nặng, thì người kia họ chỉ nói là cái này chỉ là homework, thì nó không phải là cái gì gọi là nghiêm trọng hết. Thì cái này là mọi người chỉ bị cảnh cáo thôi, và khi tốt nghiệp thì cái này nó cũng xóa đi, thì nó không phải là cái gì lớn hết, nên mọi người chỉ là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà rõ ràng mình không biết đó là một cái dishonesty, thì rõ ràng mười mấy người bạn luôn, Mỹ trắng, Mỹ đen, Việt Nam, Trung Quốc, tất cả mọi người đều bị hết. Và điểm chung là họ không hề nghĩ đó là cái vấn đề bị dishonesty. Và hơn nữa là gì, khi mình làm homework với nhau, mình làm nhóm đúng không, thì thì đơn giản là khi một đứa mà làm ra hay là gì đó thì thường chia sẻ lại, thì cả đám bị dính chùm là như vậy hết. Ok, thì đó là những cái dạng mà dishonesty mà Khoa vừa giới thiệu cho các bạn, là đó là những cái mà thường thấy nhất. Thì bây giờ thì trong quá trình Khoa nói là Khoa kể câu chuyện với các bạn rồi đó, thì bây giờ Khoa kể thêm một cái câu chuyện nữa là về vấn đề mà về cheating này. Thì Khoa có hai thì một thì Khoa có là hai người bạn đó, họ trong một cái bài quiz thôi, thì khi bạn này làm không ra, bạn kia sẽ có một cái là chỉ giúp cho bạn này. Nhưng mà có vấn đề ở chỗ là như vậy, khi mà cái bài đưa ra đó bị thầy phát hiện, thầy nói là cái bài này là hai đứa là khi mà tại vì thầy này cẩn thận, khi mà bắt đầu làm bài là thầy chụp hình lại, ông chụp hình cả lớp lại luôn, chụp hình nói chung là cẩn thận lắm. Thì khi mà cái bài đưa ra đó, đáp án thấy gần giống nhau đó, thì khi mà ông mới kêu những cái người mà ông nghi ngờ lên gặp ông, rồi sau đó là ông chỉ vô cái hình là mình nói là mình ngồi đâu ngày hôm đó. Thì khi đó rõ ràng là hai người ngồi kế bên nhau, bài giống nhau, thế là ông cho dishonesty liền luôn, không nói gì hết. Thì khi mà bạn đó bị dishonesty như vậy, bạn phải chịu là thứ nhất là bị không điểm cho bài đó. Không, thầy này rất là khó ăn, Khoa quên, bạn đó bị điểm F cho môn đó luôn. Hai người đã bị điểm F môn đó luôn, tức là bị fail mà bị điểm F. Điểm F rất là nặng trong việc là nó kéo điểm của mình xuống rất nhiều nha. Đó. Rồi thì đó là thầy khó khăn. Thì nếu mà trường hợp mà những người mà dễ hơn á, có thể là họ chỉ bắt mình bị điểm 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 zero, điểm không á, cho cái bài tập đó thôi, hay là cho cái bài kiểm tra đó thôi, nhưng mà tùy cái nghĩa thầy cô có quyền làm chuyện đó. Một câu chuyện khác về về bị dishonesty nữa đó là cái này là Khoa bị, tức là khi Khoa làm một cái bài paper, Khoa viết một cái bài paper mà Khoa có một cái phần Khoa tìm trên mạng Khoa viết mà Khoa không có citation nữa, một phần rất là nhỏ thôi, khoảng chừng 3-4 dòng vậy đó, Khoa không nhớ nữa. Thì Khoa không có citation trong cái đó. Thì khi mà cô của tìm được cái đó là có một nguồn khác mà Khoa không có citation á, cô không, nó không đành hết, cô chấm điểm cho Khoa cái paper đó là 90 điểm. Mình cũng không có gì mắc vấn đề hết. Nhưng mà khi mà tới ngày mình lên điểm đó, bạn bè có điểm hết trơn, mình thấy mình có điểm trong bài tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà tại sao cái điểm letter grade của mình lại chưa có ABC gì đó. Thì tất không có điểm của mình thì mình được điểm A môn đó, có vấn đề gì đâu. Nhưng mà sau đó là hiện ra cái chữ là điểm I, tức là incomplete. Thì Khoa không biết là do tại sao hết. Thì Khoa gửi cho cô cái email, thì cô nói là cô mới nói là cô được gửi email cho Khoa rồi, thì có thể nó tới chậm một chút. Thì khi mà Khoa đọc email á, thì cô nói là Khoa bị dishonesty, tại vì cái bài này có cái phần này không citations, mà cô đó cũng cũng rất là khó, nói chung là khó. Tại vì trong trường hợp mà Khoa đồng ý là cái đó mình làm không đúng, thì khi mình làm trên mầm cái paper bài luận trong lớp á, có một số thầy cô cũng không có vấn đề khe vấn đề đó lắm đâu. Tức là một vài cái thì họ không có mắc lỗi gì mình hết, nhưng mà cô này cô quá khó đi, thì cô nói là Khoa bị dishonesty, bằng chứng rõ ràng luôn, thì mình không thể nào mình chối cãi được. Thì bây giờ cô mới nói là bây giờ có hai phương pháp, có hai cái. Một á, là Khoa lên hội đồng trường ngày hôm đó, lên hội đồng trường, Khoa ngồi nói chuyện với lại ba bốn giáo sư gì đó, Khoa có thể là Khoa biện luận là mình không bị phạm lỗi đó. Nhờ cái đó giấy trắng mực đen rõ ràng rồi, chắc chắn là không bị, chắc chắn là mình không thể nào mình cãi được rồi. Thì cái thứ hai là mình chịu điểm không cho cái bài paper đó, thì đành chịu thôi chứ sao giờ. Thì nói chung là mình có lỗi, cái đó thì thật sự rõ ràng là mình lỗi thiệt, thì bị Khoa bị cái đó. Thì nói chung là điểm của Khoa từ A nó bị kéo xuống còn B.
thì cái điểm cái vẫn còn may, nói chung là vẫn còn may, đây là mình chỉ bị kéo điểm thôi. Nhưng mà nói cho các bạn biết là cái việc mà dishonesty nó diễn ra, mình bị dính nó vào một cái tình huống mình không nghĩ là mình sẽ bị. Ok, thì đó là những câu chuyện để mà các bạn có thể là cẩn thận cho việc của mình á. Một câu chuyện khác nữa, bạn của khoa học cái lớp mà viết viết tiếng Anh á, thì khi mà bạn viết một cái bài về cái quyển sách bạn đọc, thì khi mà bạn viết á, không hiểu tại sao luôn, nếu mà không phải người này, không phải là bạn của khoa mà khoa biết á, khoa thân á, thì khoa cũng không thể tin được luôn. Tại vì ảnh viết ra cái bài đó mà có một cái đoạn mà nó giống y chang như là một cái bài trên một cái trang online luôn, cách dùng từ dấu chấm dấu phẩy y chang luôn, mà anh này nói là một hay là không, cái này là do anh viết. Nhưng mà khoa biết người bạn này, ảnh nói không nghĩa là không, khoa rất là tin tưởng ảnh, cho nên là mình không thể nào mình nghĩ ra chuyện đó luôn. Thì ảnh bị dính những cái lỗi này, cái lỗi gọi là plagiarism này nè, plagiarism. Thì bây giờ khoa sẽ có cho một các bạn một cái công cụ ở đây để mình giúp cho các bạn gọi là tránh cái trường hợp này. Khoa tổng hợp những công cụ đó, khoa giúp cho các bạn ha. Thì ở đây á, là nó có ba cái trang web mà khoa dùng hay dùng để mà trong việc viết, thì tới bây giờ nó vẫn khoa dùng viết thôi. Một là Grammarly, hai là Qtext, ba là Plagiarism Detectors. Thì cái Grammarly này á, khoa dùng rất là nhiều, khoa đã làm một cái vlog về nó rồi, một vlog về nó nói là cái tại sao Grammarly này nó hỗ trợ rất là nhiều. Thì khi các bạn trả tiền cho nó sẽ có một cái phần là plagiarism checking, thì nó giúp các bạn kiểm tra coi mình có bị plagiarism hay không. Cái thứ hai là cái Keytext. Keytext này là một cái cũng là một cái phải trả tiền, nhưng mà nó cho mình dùng free bao nhiêu lần đó. Thì mỗi một cái account cho mình dùng free bao nhiêu lần, thì nếu mà trường hợp các bạn muốn tiết kiệm số tiền, các bạn dùng tài khoản free thì các bạn xài thôi, thì nói chung là sau như 10 lần là nó không cho mình dùng nữa. Cái thứ ba là cái plagiarism detector.net, thì cái này là free hoàn toàn, mình dùng được nhiều cái ha. Thì khoa có một cái demo ở đây, khoa chỉ đơn giản là mình làm một cái khoa làm một cái đoạn văn này nè, khoa copy trên mạng, mỗi cái copy một chút trên mạng, thì khoa sẽ copy nó vào trong những cái tool này cho các bạn thấy nó làm việc như thế nào ha. Ok, chờ mình một chút, rồi lấy cái outline. Tiện thể chương trình mà khoa đang dùng ở đây gọi là Xmind, thì một những cái chương trình rất là hay để mà mình làm brainstorming. Ok, rồi khoa sẽ copy cái đoạn này ha. Rồi bây giờ khoa vô trong web, thì cái Grammarly đây, nếu mình copy vào Grammarly á, thì cái nó sẽ hỏi mình một vài cái là cái bài này là bài gì, về vấn đề thế nào, mình làm trên đó mình đăng đi, thì nó sẽ kiểm tra mình những lỗi chính tả nè, thấy không. Thì trong đây sẽ có một cái phần là trong đây là ha, plagiarism ra đây, nhưng mà cái phần này á là cái phần premium, mình bấm vào đây á thì mình phải là trả tiền cho nó thì nó mới 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 cho mình. Thì cái tài khoản premium khoảng chừng hình như là mười mấy chục đô không nhớ nữa, thì các bạn muốn thể dùng cái phần đó. Rồi bây giờ tiếp theo không muốn nói là nói cái phần này, cái phần mà plagiarism detector.net, thì khi mình copy cái bài này vô mình check plagiarism thì nó sẽ run cho mình trên database để nó coi ha. Bây giờ trong thời gian đó khoa làm nó tương tự cho cái trang kia luôn, là trang mà keytext.com, thì khoa check plagiarism, thì cái này xong rồi nè, bạn thấy không, thì khi nó run xong nó sẽ kiểm tra, khoa thấy là khoa có 71% là plagiarism, là plagiarize. Thực ra là 100% thì đúng hơn, tại vì khoa copy hết toàn bộ từ trên mạng, mà trên mạng và trên một số cái bài PDF luôn, không phải chỉ đi những cái bài mà website nữa. Thì các bạn thấy á, nó tìm được cho mình cũng khá là 70% đó, nói chung là cũng khá là nhiều, phần free vậy là quá tốt rồi. Thì khi mà bạn click vào đây á, nó cho bạn biết là cái phần này lấy từ cái nguồn nào, chẳng hạn như câu là Indian National to Official University bla bla, nghe đây nè, thì cái nguồn của nó là cái nguồn là nau.edu, đây là cái nguồn website đây. Thì các bạn có thể là vô cái nguồn này các bạn citation, tức là các bạn bỏ cái mình lấy từ đâu ra, thì tự nhiên mình tránh được cái dishonesty cho nó. Nhưng một số cái bài của mình á, chỉ cho phép mình lấy là khoảng chừng là tùy thầy cô, có thầy cô là dưới 20% thì chấp nhận, có thầy cô 12% thì chấp nhận đó, tùy, hay là có thầy cô miễn có là dính là bị, tùy cái mức độ đó. Thì mình coi trong đây mình sẽ biết được cái bài, cái phần nào của mình á lấy từ cái nguồn nào, thì mình biết là mình sẽ có citation cho nó đúng ha. Ok, thì cái trang này nó còn hay cái chỗ nữa là khi mình make it unit á, nó sẽ giúp cho mình nữa là paraphrase luôn. Paraphrase nhưng mà cẩn thận nha, paraphrase cũng là một dạng dishonesty. Nhưng mà nói chung là khi mình paraphrase như vậy thì mình cũng biết là nó sửa như thế nào. Rồi, thì bây giờ là tới phần kết quả của cái trang Keytext á. Thì rõ ràng các bạn thấy không, Keytext nó detect là 100% plagiarism luôn, rất là hay hả. Nhưng mà Keytext nó hay ở chỗ là gì, nó cho mình cái trực quan, nó rất là trực quan cho mình dễ biết liền luôn, nó cho mình biết liền luôn là cái phần này mình lấy từ nguồn nào chẳng hạn như vậy. Mà Keytext nó còn hay cái nữa là gì, mình có thể á, đây là nó list cho mình ra những cái nè, lấy từ nguồn nào, phần nào, nó highlight cho mình luôn, thì như vậy là mình biết phần đó mình sẽ tránh được luôn.
Thì một những cái điểm mà hay của cái trang Ketac này nữa là Khoa thấy đó là nó có thể là giúp cho mình đó là để coi. Khoa nhớ nó có một cái khi mình bấm vô đây. Đúng rồi, khi mình bấm vô cái phần này nó giúp mình size cái distance. Thì khi mình nó size này nó sẽ cho mình những cái citation assistant thì nó sẽ cho mình những cái chuẩn nếu mà mình size thì nó thường là MLA hay là gì đó quên mất tiêu rồi. Mà thường MLA là nhiều size nhiều nhất. Đó thì mình thấy là mình viết cái trang này, khi mình biết cái trang này thì biết đi ai là tác giả chẳng hạn như vậy ha. Nó ví dụ như vậy. Đó, mình thể mình làm đại gì đi. Thì create citation thì nó cho mình cái mẫu dạng nè. Thì khi mình điền thông tin vô thì mình bấm vô đây, ví dụ em đâu đây mình bấm vô đây một cái. Đó, thì nó sẽ cho mình cái phần này là phần citation luôn, mình bỏ vào trong cái reference. Cũng rất là hay ha, thì cái trang Qtech này là Khoa thấy nó thích rất là đó. Chỉ còn cái là mình nó không phải là 100% thôi, mình phải mua bản Pro này nè. Còn nếu mình không mua bản Pro bây giờ nó có là gì? Cỡ 1 đồng thôi, 1 đồng 1 tháng thôi hay là 10 đồng 1 tháng ha. Tháng đầu 10 đồng 1 đồng, những tháng sau 10 đồng. Chẳng hạn như vậy. Thì nếu trường hợp mà mình phải học trong mùa đó thì mình có thể là mình nghĩ đến chuyện nên mua một cái phiên bản như thế này. Ok, rồi thì hôm nay giờ là xong ha. Thì chúc các bạn có những thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nha. Bye bye. Hi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Khoa nha. Hãy giúp Khoa là để lại những ý kiến của mình, những điều các bạn nghĩ là video bổ ích hay là những điều các bạn nghĩ là sẽ giúp cho Khoa phát triển được thêm những cái ý kiến mới hay là làm cho chương trình mình tốt hơn nha. Đừng quên bấm vào nút subscribe và nút quả chuông để mà thứ nhất ủng hộ tinh thần của Khoa, thứ hai để mà các bạn thấy được những video mới nhất càng sớm càng tốt khi mà được phát hành nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, mong mọi người ngày thật là vui và hẹn gặp lại số tiếp theo. Bye bye.